Xin chào tất cả anh em nhé. Thì trước tiên là xin chân thành cảm ơn anh em là trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ những cái video của kênh bên mình. Thì trong video hôm nay thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em về cái cách để chúng ta có thể phân biệt được kiểm tra được cái loa là nó còn sống hay không. Đấy. Thì cái cách đơn giản thì như chúng ta cắm loa vào mà cắm nhạc vào nó không lên tiếng thì cái đấy thì nó là đương nhiên là đơn giản rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái cách mà chúng ta không dùng loa, không dùng không kích âm thanh vào cho nó mà vẫn kiểm tra được nó sống hay nó chết. Một cách rất là đơn giản. Đấy, hy vọng là anh em có thể tự kiểm tra được những cái loa của mình được. Thì cái này nó sẽ đúng cho tất cả các cái loa, kể cả loa gia đình, loa ô tô hay là loa tép, loa tiếc, loa chung, loa mít. Là chúng ta đều kiểm tra chung được hết tất cả các loại loa. Thì theo cách truyền thống theo cách truyền thống từ ngày xưa đến nay thì anh em sẽ sử dụng một cái viên pin pin tiểu như này. Pin này hơi to hoặc là pin nhỏ hơn cũng được. Chúng ta sẽ kẹp hai cái đầu một cặp loa này vào với nhau thì chúng ta sẽ biết được là loa sống hay loa chết. Ví dụ như bây giờ con loa tép JBL GTO 609 này. Bây giờ tôi kiểm tra xem con này nó sống hay không nhé. Chúng ta chỉ cần kẹp hai đầu này với nhau, kẹp hai đầu âm dương thôi, thì anh em đã thấy được cái tiếng của nó như thế nào. Đó, anh em nghe thấy không? Đây, nghe rất là rõ luôn. Đấy, nó xoẹt xoẹt như này thì có nghĩa là loa này còn sống này. Đấy, con này ngon này. À, chúng ta kiểm tra tiếp sang xem con này. Con này cũng ngon luôn. Đấy, vẫn xoẹt. Đấy, bây giờ sang con này. Ví dụ như con này. Xem con này sống hay chết nhé. Đó. À, như vậy là vẫn sống bình thường. À, sống nhân răng luôn. À. Đây bây giờ kiểm tra sang con này. Sống hay không? Đây. Con này là không thấy gì này. Không thấy gì. Nghĩa là con này chết rồi. À, chúng ta có kích âm thanh vào, truyền âm thanh vào đây nó cũng không lên được, không kêu được. Con này chết rồi này. Không kêu gì cả. Đấy. Tương tự như những cái loa này cũng thế, loa to như này anh thấy luôn. Chúng ta cũng kiểm tra theo theo cái cách mà ban đầu, cũng kẹp hai đầu này với nhau. Đó, anh em nghe thấy không? À, thế con này còn sống này. Đấy, trường hợp mà nó không kêu, không lên cái gì cả thì nghĩa nó chết rồi. Như con này. Đó. Anh em còn thậm chí còn nhìn thấy cái màng loa này của nó lên luôn này. Đấy, vẫn sống bình thường. Đó. Thì đây là cái cách thứ nhất. Là chúng ta dùng cái viên pin tiểu nhỏ như này để chúng ta kiểm tra hai đường vào của âm thanh như này. Đấy. Mà cái cách thứ hai giới thiệu với anh em là chúng ta sử dụng cái đồng hồ vặn. Chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ vặn năng này để chúng ta đo. Thì trước tiên chúng ta sẽ vặn cái đồng hồ này về đo thông mạch. Chúng ta sẽ vặn về đo thông mạch. Đây, cái đầu này của tôi nó bị mất mất thành ra là khi chúng ta đo thông mạch thì này, cái kim nó nhảy như này. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đo tiếp tục đo từng cái một. Ví dụ như con tép JBL này. Chúng ta cũng đo thế. Chúng ta sẽ kẹp một đầu bên này. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ kẹp đây.
hơi khó cho anh em nhìn. Đây. Đây. Thì anh em nhìn nhá, tức là cái loa nó kêu. Loa nó xoẹt xoẹt và đồng nghĩa với lại đồng hồ, kim đồng hồ nó nhảy luôn. Đó. Ok. Thì nó nhảy như này thì có nghĩa là loa vẫn còn sống rồi, ngon lành. Đó. Bây giờ chúng ta đo thử cái con lúc nãy là cái con loa chết. Loa chết là con này. Đây. Chúng ta sẽ đo con này. À đâu, con này nó còn sống rồi. Con này còn sống rồi. Chúng ta sẽ đo sang con này là con lúc nãy chúng ta kiểm tra chết rồi đây đúng không? Kiểm tra chết rồi. Đây. Đây, con này không lên tí gì luôn. Anh em nhìn nhá. Đồng hồ không nhảy, đo thông mạch không được, không kêu gì cả. Không nghĩa con này chết rồi. Đó, đó là hai cách. Rất đơn giản đúng không ạ? Đây, bây giờ chúng ta sẽ đo tiếp sang cái con to này bằng cái đồng hồ vạn năng này. Đây anh em nhìn này. Đây. Vẫn lên nữa, loa lên nữa. Lên bình thường. Ok. Đấy. Đây, trên đây là có hai cách rất là đơn giản. Giới thiệu với anh em để anh em có thể tự kiểm tra các cái loa ở nhà mình. Đây, ví dụ thử kiểm tra lại con Anpai này. Đây, con này con tép Anpai này, con này lên tiếng rất hay. Đây anh em cùng xem. Đây, sống ngon luôn. Sống nhăn răng luôn. Ok. Như vậy là trên đây là hai cách mà video hôm nay bên mình giới thiệu cho anh em ở nhà có thể tự kiểm tra được các cái loại chung cho tất cả các loại loa và chúng ta kiểm tra xem nó sống hay là nó chết. Thì cách đơn giản nhất mà là hay nhất mà chuẩn nhất là chúng ta dùng cái này. Cái này thì ra hàng tạp hóa chúng ta mua đâu cũng được. Đơn giản. Không cần nhất thiết là viên pin to như này. Pin bé con cọn được. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái này. Trong trường hợp ở nhà chúng ta không có cái này thì chúng ta dùng cái này. Đơn giản nhất này. Rất gọn. Đấy. Ok. Vậy là đã giới thiệu xong với, đã hướng dẫn xong với anh em về cái cách kiểm tra cái loa sống hay loa chết. Thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho bên mình một like ở trên video và bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo bên mình nhé. Còn bây giờ bên mình xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Để theo dõi tất cả những video bổ ích của Kakit, các bạn vui lòng truy cập vào youtube.com, đánh từ khóa Kakit và nhấp vào nút đăng ký. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào website kakit.vn. Tất cả những video chúng tôi cập nhật mới nhất sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn luôn ủng hộ kakit.vn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.